ruột. Có giống như là mẹ chưa ạ? Mình đang tập hát để mai mốt mình lấy kinh nghiệm mình nuôi con. Oh no. Nhưng mà chỗ này thấy chắc là em bé sẽ khóc nhiều hơn chứ không có tính đâu. Quen mình đó, để còn cái gì chị mình hát rất là vui. Nhưng mà có chị đạo diễn á, chị rất là thích mình vui vui cho khán giả. Em định đưa ống, em định đưa ống chị. Chim đa đa đột cánh đa đa, chồng gần không lấy, em lấy chồng xa. Mai sao giấy mẹ già là từ phú tư. Oh no. Máu hát. Em hát thì chỉ sao lên thôi, đài cắt sóng luôn đó. Excellent. Excellent. Hiểu rồi. Sao nghe ba quá, ba ngồi quá không vậy? Ba đừng muốn mất. Rưng rưng. Rưng rưng chị ơi. Xúc động rưng rưng mà ba không ngồi, tay rung rung không lao được cái hộp quạt. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21:15 từ 15 tháng 6 trên Vi Giải Trí.